Chào các em, cô là Nguyễn Minh Thư, giáo viên trường tiểu học Trần Văn Cơ. Đón mừng các em đã đến với tiết học mỹ thuật lớp 1, tuần 27, chủ đề 8, loài vật có ích. Ở tuần trước, các em đã được hướng dẫn vẽ cá rồi đúng không? Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em cách vẽ con gà theo ý thích của mình nha. Ở tiết học này, các em cần phải nhận biết được hình dáng, đặc điểm các bộ phận, màu sắc của một số loại gà để chúng ta có thể vẽ được con gà theo ý thích của mình. Các em biết không, gà là một con vật rất là thân thiết với con người. Có rất là nhiều loại gà, gà ri nè, có gà tre nè, gà công nghiệp nè. Các em hãy cùng cô quan sát một số đặc điểm của gà trống, gà mái, gà con. Gà trống thì thường có dáng đi oai vệ, lông sặc sỡ, đuôi cong dài, màu to, chân cao to. Gà mái thì có dáng tròn, đuôi và chân ngắn, lông ít màu, màu nhỏ. Gà con thì thường có thân nhỏ, tròn, lông mềm và màu sáng. Trước khi cô hướng dẫn các em cách vẽ con gà, hãy cùng cô tìm hiểu các bộ phận chính của con gà nha. Đối với con gà trưởng thành thì thường sẽ có đầu nè, mình, chân, đuôi, cổ, mắt, mỏ, cánh và mào. Để vẽ được con gà theo ý thích, các em cần nắm 3 bước vẽ cơ bản sau đây. Bước 1, vẽ các bộ phận chính, đầu, mình. Bước 2, vẽ thêm các bộ phận chi tiết, ví dụ cổ, chân, đùi, cánh, mào, mỏ. Bước 3, hãy vẽ màu theo ý thích của mình nhé. Các em có thể tham khảo thêm một số bài vẽ gà của các bạn học sinh ở đây nha. Các em đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập ở trên bàn chưa nào? Chúng ta hãy cùng bắt đầu thực hành nhé. Em hãy vẽ con gà và tô màu theo ý thích. Em có thể vẽ thêm những hình cảnh khác cho bài vẽ sinh động như cây cối, đống rơm, nhà, hàng rào. Sau khi hoàn thành bài xong, các em nhờ ba mẹ chụp hình hoặc báo cáo gửi về qua kênh của giáo viên chủ nhiệm. Sản phẩm sẽ được nộp cho giáo viên mỹ thuật sau khi các em nhập học trở lại sau dịch bệnh. Ở tuần sau, các em nhớ chuẩn bị cho cô giấy A4 hoặc vở vẽ, bút chì, gom để chúng ta có thể học tiếp chủ đề 8, bài vẽ tranh chủ đề vật nuôi trong nhà. Và như vậy, tiết học đến đây là đã kết thúc rồi. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Cảm ơn quý phụ huynh đã hỗ trợ cho các em trong tiết học này. Chúc các em và gia đình có thật là nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại vào tuần sau nha.